Hello, xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã trở lại với kênh HNT Mobile. Và các bạn ơi, ngày hôm nay thì mình đã lên tới lớp 2 và mình đang nằm ở hạng 3 các bạn. Mình đang cố gắng gọi là leo núi hen. Rồi, và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đi làm nhiệm vụ nha. Ở đây nó bắt mình chiến đấu trong khu vực list các bạn à. Khu vực list thì cũng khá là đơn giản hen. Và ngày hôm nay mình muốn review cho các bạn xem về một cái nhân vật huyền thoại. Con này nó ra cũng lâu lắm rồi chứ không phải là mới ra đâu hen. Ở đây đó thì thành viên này có 4 cái chiêu các bạn và có 3 cái skin. Ở đây thì thôi mình mang cái skin siêu to khổng lồ của chú ấy đi quậy đi ha. Làm nhiệm vụ là phải làm liền cho nó nóng nha mọi người. Ok, let's go. Bạn nào mà chưa biết cách làm nhiệm vụ của Du Heric thì các bạn có thể truy cập vào trang web đó chính là hantechannel.com. Ở trang web đó thì mình có chia sẻ với các bạn cách để làm nhiệm vụ của Du Heric nha. Wow. Còn ở đây thì anh em mình sẽ phái cái thành viên này đi nè. Ai, một mình cân cả thế giới, không biết là cân nổi hay không đây. Bé này là nó có một cái nồi lẩu các bạn ơi. Lẩu này là lẩu thập cẩm nha. Nhìn nó ăn thôi là mình thấy thèm rồi. Oh my god, ngon lắm các bạn à. Rồi, lụm chiên. Ở đây thì một hiệp thôi là mình đã hoàn thành được nhiệm vụ rồi. Ca tiếp theo thì nó sẽ cho mình đi chiến đấu với mấy cái bé này ha. Let's go. Wow, ngon lành nha. Ca này có bộ vui à. Rồi, ở đây thì mình sẽ khều nhẹ nha các bạn. Lượng sát thương của mình thì cũng hơi bị ghê đấy. Tốn thêm 2 viên game nữa để có thể chiến đấu cho mọi người xem luôn ha. Wow, Brunei. Rồi, lượng sát thương tăng gấp đôi nè. Ui, chào 139k luôn. Victory. Ui, mình lên tới là hạng 2 rồi các bạn ơi. Cố gắng lên hạng nhất luôn coi. Xem coi nổi không nha mọi người. Ôi chà, không được cái búp nào luôn, buồn thiệt chứ. Rồi, bây giờ thì anh em chúng ta sẽ vào nhảy cái khu vực arena đi. Ở khu vực này thì có khá là nhiều thành viên ghê gớm. Ở đây thì mình kết nhất đó là cái bé Titan các bạn ơi, con Titan. Nhìn thôi là thấy thèm và chảy nước miếng luôn vậy đó ha. Bé này là thuộc Titan nhưng mà hệ mặt trăng nha các bạn. Nhìn nó đen đen thui thui vậy chứ. Vậy là sắp tới Tết Trung Thu rồi các bạn ơi. Ai gọi là chú cụi với chị Hằng Hằng Nga nha. Gọi là Trung Thu thì mình hay gọi là ngắm trăng ngắm sao luôn nè. Sắc bánh Trung Thu, cầm thêm cái lồng đèn đi chơi. Ui đã đi chơi nha. Rồi mình thì mặc dù cũng to to lớn lớn rồi nhưng mà vẫn gọi là thích Trung Thu các bạn. Nhìn khung cảnh rất là vui nhưng mà bây giờ đang dịch Covid rất là căng thẳng luôn. Chắc có lẽ là anh em muốn chơi thì chắc là mình tự làm lồng đèn chơi hen. Còn HNT thì mình sẽ cố gắng mình làm ra một cái lồng đèn thì quanh tráng lệ chơi Trung Thu mới được. Ở đây thì ngói sơ nhẹ coi mình ra mình thu hoạch nhẹ cái nữa nha mọi người. Vừa làm cái này vừa làm cái kia luôn. Vừa thu hoạch thức ăn để làm nhiệm vụ này và chúng ta vừa chiến đấu trong khu vực arena để có thể leo lên những cái tầm cao mới nha. Và các bạn ơi, ai chưa đăng ký kênh thì nhớ cho mình một subscribe nhẹ cái nha. HNT Mobile là kênh YouTube thứ hai của mình luôn. Các bạn hãy đăng ký kênh và mở thông báo hình cái chuông lên để ủng hộ những video mới nhất nha. Rồi, còn bây giờ thì Forty, nhân vật này thì thuộc dòng Macaron nha mọi người. Nhìn nó vậy thôi chứ nó ghê lắm, nó ghê lắm. Mình thấy nó của mình còn sợ mà. Wow. Rồi, hai hiệp. Bây giờ thì ngó sơ nhẹ coi nè. Wow. Lấm sạch sẽ nha anh em. Không được bỏ sót bất kỳ cái gì đâu. Wow, hiện tại thì đang có cơ hội like ra Macaron các bạn ơi. Anh em nào mà lâu không phải like mà làm xem quảng cáo để nhận được Orbit hoặc là một con luôn ấy. Hên thì chúng ta mới được một con, còn nếu như mà bình thì thường nhận được Orbit của mấy con Legend hoặc là thức ăn đó mọi người. Wow, em này thì thuộc rồng lửa ha, sự kết hợp giữa lửa và đất. Wow, ghê vậy. Level 35 luôn. Rồi, qua màn được 50 điểm chơi sự kiện. Như là sự kiện bên kia là mình chơi mấy ngày rồi mà hôm nay nó ra mới hay sao ấy. Wow. Wow, anh em mình đang chạy với tốc độ bàn thờ luôn các bạn ơi, gì mà ghê vậy. Ôi ôi, 1725, mình không nghĩ là mình lại làm nhiệm vụ ghê dữ vậy luôn ấy. Ui, số lượng game mình kiếm được cũng hơi bị ấn tượng nha. Và đây là một số con Legend, một con rồi đó. Cái quả trứng tiếp theo thì sẽ là hai con nè. Ôi ôi. Ồ, căng dữ các bạn ơi. Rồi bây giờ thì trước mắt là mình thấy mình có được thêm hai con Legend Daisy mới rồi đó các bạn. Ngon lành nha. Bây giờ thì chúng ta tiếp tục vào chỗ này đi gẹo chọc nha. Let's go.
Khoa này thì mình sẽ chào hỏi nhẹ. Đó, tay bạn vẫn có 3 thành viên luôn. Con này Macaron đang sở hữu cái sự kiện baby. Rồi, Macaron solo với Macaron thử xem phát cái nè. Lấm. Ôi chà, không lụm nổi rồi các bạn ơi. Ôi con này nó đam với mình luôn, 30 mấy ngàn. Nó chơi một cái thôi là máu nó full luôn rồi. Ghê thiệt. Bởi vậy không đùa với mấy chú Macaron được đâu nha. Chơi gì chơi mà nó còn chơi, nó hút máu của mình đem về cho nó xài nữa. Thì thiệt tình đó là kiểu gì nổi hả các bạn. Rồi pha này thì mình sẽ nhờ đến tiệc chiều ánh sáng đi nha. Kết nhất là cái vụ là ánh sáng này nè. Đó. Ôi chà chà lắm. Oh my god, ca này không ổn rồi đại dương ơi. Ca này là mình thấy rất là khó khăn luôn, khó nhăn luôn. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ khều nhẹ nha. Wow. Ôi và bây giờ thì nên chúng ta sẽ nhờ đến cái thành viên này đi. Đây đây đây, à đúng rồi, ra làm nhiệm vụ một cái đã. Đó. Ôi có búp là vui rồi nha anh em. Let's go. Wow, lắm. Bây giờ thì đội hình team bạn đang có tầm khoảng 3 thành viên. À, ngon lành. Ôi cha cha. Ca này lụm nổi các bạn ơi. Ca này mình lụm nổi nè. Ôi cha cha, hết sảy hen. Rồi. Wow, đây đây đây. Ở đây thì 35 35. Ôi, anh em mình ra gọi là tranh thủ lạm phát nữa nha. Đó. Thu hoạch. Ôi, thôi này là mình sử dụng một viên game luôn qua cho nó lẹ các bạn ơi. Cày cái này cũng lâu lắm. Rồi, tiếp theo thì anh em chúng ta sẽ thả. Wow, là quảng cáo nữa hả. Rồi sau đây thì sau đây chúng ta sẽ đến với cái gì đây. À thả mấy cái bé này ra nha mọi người. Đó một cái cây. Wow chỗ áp trứng đâu rồi. Chỗ áp trứng mình đang bị full nè. Ôi ôi chỗ áp trứng của mình. Hai cô Legan Daisy các bạn ơi. Chưa kịp review anh em xem luôn. Mà bây giờ nó rơi vào cái trạng thái này rồi. Biết về dắt con ra review trước đi. Chứ Legan thì đâu có thể bỏ được. Rồi bây giờ anh em chúng ta sẽ chuyển qua. Sau đây sau đây kiếm con nào cho ăn đây nè. Đây nhiệm vụ cho rồng ăn các bạn để kiếm bọ. À, và các bạn ơi mọi người leo lên tới lắp máy rồi nha, nhớ comment chia sẻ với anh Tề biết với nha mọi người. Ui trời hết sảy rồi. Bây giờ thì chúng mình sẽ cùng nhau đến với cái chỗ này. 7 viên game thôi, lạng nhẹ ăn cái luôn đi cho nhanh. Rồi let's go. Wow thu hoạch vàng các bạn. Đó tiếp tục làm nhiệm vụ. Nhiệm vụ làm từ sáng tới tối, từ tối tới sáng luôn mà nó vẫn không hết nhiệm vụ các bạn ơi. Cái gì đâu đâu mà làm đuối luôn ấy. Mình chơi cũng ít con nít, ít nít lắm, có cũng vài cái thôi mà làm nhiệm vụ là muốn sanh bệnh luôn ấy. Rồi ở đây thì ôi chào bạn này là lớp 3, mình cũng lớp 3. Nói chung là lần này mình cọ sát ráng lấy cái con này nha các bạn. Cái con này là nó có cái chiêu gọi là hút máu về cho tem rất là ghê. Bởi vậy mình khuyên các bạn là anh em nào mà chưa có thì ráng lụm về cho bằng được nha. Đây mình thì cũng cố gắng cày cuốc đủ các kiểu luôn nhưng mà không biết lụm nổi hay không. Đó một bé. Wow lượng sát thương tăng gấp đôi nữa nè. Kiểu gì nói không. Bé này của mình thì lên từ cái chữ A rồi. Trời ơi căng nha, căng nha. Ca này là mình thấy chú căng lắm rồi đó. Victory. 3 viên game các bạn ơi, 3 viên luôn ấy. Cái này thì búp. Tiếp tục thu hoạch. Tiếp tục các bạn ơi. Mình ngán nhất là cái nhiệm vụ búp này luôn. Vì thu hoạch tốn rất là nhiều thời gian. Rồi lượm tiếp cái nè. Let's go. Đây 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 đây. Pha này thì được đam nè. Anh em xem thoải mái luôn. Wow. Ngon lành nha. Và bây giờ thì anh em chúng ta lại có đây đây đây. Mình kẹo được tầm khoảng 2 hit nữa luôn á các bạn ơi.
Rồi rồi, lấm. Ôi, bạn này người nước ngoài nha, mít in cái này là mít in nước nào thế? Mình không biết nước này là nước nào luôn. Nhưng mà ok, lụm cho vui. Ngon lành. Rồi, sau đây thì mình sẽ phái lên cái thành viên gọi là siêu phẩm của mình. Một anh đại trong làng gọi là chiến đấu ha. Rồi, qua màn. Lên cái chữ C cộng rồi nè. Rồi đó, ta phải cho mình mua tiếp chứ hả. Ồ, mới có 3/8 thôi. Cái này mình thấy lâu, đúng lâu luôn các bạn ơi. Bực mình xài luôn cái Bitter Bean đi. Buster Bean. Ôi, được có 2 luôn. Thiệt tình, cây dễ sợ. Chỉ được có 2 cái thôi. Ôi, không lẽ tốn 11 viên game để bỏ qua cái nhiệm vụ này chứ. Ráng ráng lên anh em ơi. Mình vô đây mình hốt được chắc một phát nữa ấy. Rồi, cố lên cái này. Cố lên. Đây rồi. Đây. Ờ, quỷ diệt. À, Made in Việt Nam nè. Cái gì chưa thấy người Việt Nam là kết rồi nha. Ok. Ngon lành. Rồi, bây giờ thì tới vô cực thử. Lắm. À, victory. Và anh em ơi, ai chưa đăng ký kênh nhớ cho mình một subscribe nhẹ cái nha. Wow. Rồi, bây giờ anh em mình tiếp tục ra thu hoạch nữa nè. Một cái búp thôi. Mình cần có một cái búp nữa thôi mà nó cũng không chịu cho mình luôn. À, đây rồi các bạn ơi, tốn 5 viên game qua chẳng lẽ. Thôi ôi, cây dễ sợ mới xong. Ôi chà, đáng ghét quá. Và các bạn ơi, video cũng khá là dài. Mình xin gửi lời cảm ơn chân thành đến mọi người nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo nha.